Chào mừng tất cả các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những vấn đề xoay quanh về du học Canada. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với đại diện trường Đại học Khoa học Y Dược Quốc gia của Canada. Và xin chào anh. Chào em. Lời đầu tiên thì anh có thể giới thiệu về ngôi trường của mình cho tất cả các bạn đang quan tâm biết được không ạ? Vâng. Tôi là bác sĩ Được, tên là Phạm Được, sống ở Canada 37 năm, đại diện trường National Academy of Osteopathy of Canada. Trường này chuyên môn giảng dạy về y khoa, về khoa xương khớp và thần kinh bên Canada. Và hôm nay, năm nay chúng tôi muốn chuyển hướng về Việt Nam để đào tạo một số sinh viên Việt Nam để huấn luyện họ để trở thành một bác sĩ, một thạc sĩ và một tiến sĩ về khoa xương khớp. Nếu vậy thì cái trường mình thì đào tạo chính là về cái ngành xương khớp, thì có cái chương trình đào tạo như thế nào vậy ạ? Chương trình thì có chia làm hai loại. Một là cho những em sinh viên, những em này có thể là không liên quan đến y khoa hết vẫn có thể học được. Chương trình có thể đi từ 1 năm tới 3 năm. Chúng tôi có nhiều chương trình ngắn hạn, dồn nén thời gian lại để thích hợp với cái đòi hỏi bây giờ của thế giới. Và những cái bằng cấp của chúng tôi thì tương đương với của Hội Y sĩ Thế giới, như là WHO, và được công nhận toàn thế giới. Đi bất cứ nước nào trên thế giới đều được sử dụng. Từ 1 tới 3 năm cho những người, cho những em nào mà không có kinh nghiệm về y khoa. Có thể từ 6 tháng tới 2 năm cho những em đã có căn bản về y khoa. Thì như tôi đã nói là chương trình rất là ngắn hạn và rất là thoải mái khi học tập. Có thể tôi nói thêm một chút xíu là có hai chương trình nữa. Một là có thể những em này có thể đi qua bên Canada để học, hoặc là có thể học tại chỗ. Mình kêu là nôm na là học online đó. Và cứ mỗi 1-4 tháng thì có bác sĩ bên Canada về để huấn luyện tại chỗ trong vòng 2 tuần. Dạ, thì như tôi đã nói hồi nãy là trường đào tạo căn bản là về diploma, mình kêu là diploma đó, của về xương khớp và thần kinh. Đó là cái căn bản cho những người chưa có căn bản y khoa. Cao hơn bậc là cử nhân về xương khớp và thần kinh. Và cao sau cái cử nhân đó sẽ là bác sĩ về xương khớp và thần kinh. Cao hơn một tí nữa là thạc sĩ. Và có một chương trình sau khi những người có hội đủ bằng cấp đầy đủ rồi đó, họ có thể tiến thêm 6 tháng hoặc 8 tháng nữa để lấy bằng tiến sĩ về xương khớp và thần kinh của trường này. Ngoài trường đó thì chúng tôi cũng có offer một cái khóa khác, đó là MBA, cử nhân về quản trị kinh tế, về y khoa kinh tế. Nếu vậy học ngành y thì bắt buộc tất cả các bạn đều phải biết về tiếng Anh. Nhưng mà cái tiếng Anh nó cũng là một rào cản, thì không biết trường sẽ hỗ trợ gì ạ? Đúng, trường này dạy 100% là tiếng Anh. Cái ngôn ngữ thứ hai họ sẽ dạy là tiếng Spanish. Nhưng mà hiện giờ thì mình cứ nhắm vào tiếng Anh. Là trường có hai chương trình để đào tạo cho những em nào mà tiếng Anh vẫn còn hơi yếu một tí. Là chúng tôi sẽ đào tạo tại Việt Nam từ 1 tới 3 tháng những cái từ chuyên môn về y khoa. Hoặc là nếu mà em nó phải đi gấp qua bên kia để học thì trường sẽ huấn luyện tại chỗ mình đó, song song với học căn bản, học về y khoa. Nếu vậy khi các bạn học tại Việt Nam là cũng của trường mình luôn? Cũng của trường luôn, đại diện bên trường sẽ về bên này dạy, có trung tâm đàng hoàng. Nếu vậy thì không biết là trong năm 2015 thì trường của mình có những ưu đãi cũng như học bổng nào không ạ? Chúng tôi đang có những cái chương trình học bổng, dĩ nhiên là sẽ rất là lý thú. Từ hiện tại chúng tôi đang có 3 cái học bổng 100% luôn, từ Bắc vào Nam. Nghĩa là một cái thì ở Hà Nội, một cái ở Huế, một không nhất định phải Huế, có thể ở miền Trung, và một cái ở miền Nam. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có những chương trình đó. Và ngoại trừ cái học bổng toàn phần đó thì chúng tôi có những học bổng nhỏ, ví dụ như là 10%, 20%, 30% cho những học sinh nào mà mình cảm thấy thích hợp. Không biết là cái điều kiện để nhận học bổng thì có dễ không ạ? Dĩ nhiên thì không khó, nhưng mà cũng không dễ. Chắc chắn là chúng tôi không có khảo sát, nghĩa là rườm rà đâu, những qua một thủ tục rất là đơn giản thôi. Có thể là khả năng tài chính, trình độ học học lực của em đó như thế nào, và một vài lượng nhỏ nhỏ về tiếng Anh, về đất nước Canada, như thế là đủ rồi, không cần phải rườm rà. Vấn đề là em đó muốn như thế nào, học như thế nào, và sau khi học xong sẽ như thế nào, sẽ làm gì ở đâu, đó quan trọng như thế. Thì có nhiều bạn học sinh Việt Nam khi mà sang một đất nước mới thì sẽ cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Thì trường của mình có những cái hỗ trợ nào không ạ? Dĩ nhiên, có hai điều kiện. Thứ nhất là trước khi đi, trước khi qua bên kia thì trường sẽ gửi đại diện về bên này huấn luyện cho các em đó cách, nó tóm lại là về đời sống, về phong tục,
của đất nước người mà em nó sẽ đến, cách ăn ở, cách đi đứng, nói chung là những cái sinh hoạt hàng ngày để cho em nó dễ dàng hội nhập. Tất nhiên là khi em đó qua bên đó thì nơi ăn chung ở trường cũng cả lo hết, nghĩa là qua đó xe đón rước, trường sẽ gửi người đến rước em đó về nhà ở và giới thiệu với chủ nhà, nghĩa là tóm lại là sẽ không có những cái điều ngạc nhiên nào hết. Nếu vậy thì không biết là thường các bạn sinh viên của mình qua bên đó thì ở thì sẽ như thế nào ha, cái hình thức nhà ở là sao? Nhà ở thì phải nói là chúng tôi rất tự hào về đất nước Canada. Dĩ nhiên các bạn cũng đều biết về đất nước Canada. Thì đời sống Canada thì một trong những nước tân tiến nhất trên thế giới. Dĩ nhiên nhà ở thì phải rất là thoáng, rộng rãi và thoải mái. Nhưng mà chúng tôi đi xa một mức nữa là muốn kiếm những cái khu nhà, những cái trung tâm ở nơi đó có đông người Việt, có những cái tiện nghi về Á Đông mình để cho các em khỏi phải lo lắng nhiều lắm. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông tin mà anh đã gửi đến cho tất cả các bạn. Thì các bạn hãy liên hệ ngay theo địa chỉ 148/1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.